Thời điểm này trên khắp các cánh đồng của xã Mường Vi, huyện Bát Sát, nông dân đang khẩn trương cấy lúa xuân. Ở Mường Vi từ lâu, vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng, mang lại giá trị thu nhập cao khi bà con đưa toàn bộ giống lúa chất lượng cao xén củ vào gieo cấy để đảm bảo cho một mùa vàng bội thu. Tất cả các khâu từ giống, vật tư phân bón đến làm đất và cấy lúa đều được chuẩn bị chu đáo. Cánh đồng thôn Lâm Tiến, các tuyến mương dẫn nước vào từng ruộng. Hiện các thửa ruộng đã được làm đất cẩn thận, sẵn sàng cho việc cấy lúa đại trà. Thời tiết năm nay ít mưa, nhưng nhờ có sự chuẩn bị tốt, hệ thống kênh mương được nạo vét tu sửa thường xuyên nên việc cày ải cơ bản thuận lợi. Kịp cấy thì chúng tôi chuẩn bị ruộng từ trong năm, từ khoảng độ vào khoảng 20 tháng 12 là cày bừa, sẵn sàng để đấy đợi. Đến khi bắt đầu chưa rắc mạ chúng tôi đã cày bừa sẵn rồi. Thế xong đến lúc bắt đầu rắc mạ cái là đợi lúc đủ tuổi mạ cái là chúng tôi đưa vào bắt đầu cấy. Đất đai thì cũng cày bừa trước Tết thì bây giờ chuẩn bị ấy là phân họ mua về là cũng cày bừa bây giờ bắt đầu tiến hành cấy. Vụ xuân năm 2023, nông dân Mường Vi thu hoạch gần 2.000 tấn lúa, mang về nguồn thu khoảng 20 tỷ đồng. Đây là nguồn động lực lớn cho bà con. Vụ xuân năm nay, Mường Vi gieo cấy 162 ha lúa. Toàn bộ diện tích này đều được quy hoạch cánh đồng một giống, đều là giống lúa xén củ, chăm sóc theo quy trình hữu cơ. Khi thực hiện liên kết sản xuất, bà con được hỗ trợ giống, phân bón vi sinh, cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, đảm bảo năng suất chất lượng hạt gạo. Xã đã ra cái thông báo về khung thời vụ và cơ cấu giống để triển khai đến 5 trên 5 thôn trên địa bàn xã. Thứ hai nữa là chỉ đạo các thôn tổ chức nạo vét sửa chữa các công trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới tiêu cho các cánh đồng của xã Mường Vi. Trên địa bàn toàn huyện, vụ xuân năm nay gieo cấy trên 2.000 ha, cơ cấu giống chủ yếu là lúa xén củ. Đến nay các địa phương cơ bản hoàn thành khâu làm đất, 30% diện tích đã được gieo cấy. Dự kiến từ nay đến nửa đầu tháng 3, toàn huyện sẽ hoàn thành cấy lúa, tập trung cho chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo cho một vụ sản xuất mới thắng lợi.